tự tin tạo nên một diện mạo Việt Nam hiện đại. Từ đồng quê xa đến thành thị hào nhoáng, từ những căn hộ cao cấp đến những tòa nhà thương mại bề thế, từ những nhà máy quy mô đến các khu công nghiệp rộng lớn. Để tạo nên những giá trị bền vững ấy, công ty trách nhiệm hữu hạn Sonero luôn tiên phong trong việc thiết lập chuẩn mực cao, nâng tầm chất lượng. Hơn 12 năm hoạt động, Sonero đã không ngừng đầu tư nhà xưởng, trang thiết bị hiện đại cũng như nghiên cứu chuyên sâu về ngành sơn để mang đến những sản phẩm hoàn hảo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Tại Nero, mỗi thành viên đều là một mấu chốt quan trọng trong đại gia đình. Một tập thể cùng lao động và hướng về một mục tiêu chung, cam kết cống hiến hết mình vì sự hài lòng của khách hàng. Mỗi sản phẩm mà chúng tôi mang đến khách hàng gói gọn với hai từ uy tín, chất lượng. Cam kết ấy luôn vững chãi như những tòa nhà mà chúng tôi thiết kế và trang trí. Tất cả đều gói gọn trong một triết lý kinh doanh, tinh thần, trách nhiệm. Bằng những bước đi vững chắc, dần dần thương hiệu Nero đã trở nên thân thuộc với khách hàng trên khắp các vùng miền của đất nước. Sơn Nero đã từng bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, là đối tác đáng tin cậy của các khách hàng với mục tiêu tạo nên những sản phẩm chất lượng. Nero đang từng bước vươn mình, khẳng định là một trong những thương hiệu sơn hàng đầu tại Việt Nam. Sơn Nero, điểm tô ngôi nhà Việt.